cách nay 1 tuần 2 tuần gì đó, có cái ông này ông dẫn người vợ đến, nói thầy, thầy vợ chồng con cũng có nghe thầy giảng rồi, những cái phần âm này cũng nghe thầy giảng mà nhập vô vợ con suốt. Bây giờ hiện tại đang nói chuyện với thầy là Hương Linh đó. Xong cái gì? Nói chuyện nãy giờ ai? Hương Linh. Xong. Hương Linh đâu? Hương Linh đâu đến đây? Nói dạ Hương Linh ở đâu, chỗ đó gì? Chỗ đó tao không biết. Tôi nói chuyện với con người là tôi biết con người, không biết Hương Linh. Thì Hương Linh ở đây làm, tìm tôi làm gì? Nói dạ xin được ở trong chùa. Vậy giật mình nó lui 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 quý vị ơi. Thôi nhưng mình hét nó giật mình lui 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 quý vị. Xong như Đức nói ở trong chùa thì ở đi, làm hết hồn. Tưởng ông thầy khó khăn quá, ở trong chùa thì ở đi. Nhưng mà thôi, mình là Hương Linh mà dẫm dựa vào người sống làm ảnh hưởng cái dương khí của người ta, mệt mỏi lắm, lâu ngày chết sớm. Mình làm gì có tội. Nếu thích nhập thì cứ nhập, còn thích xuất ra thì xuất ra. Làm sao mà cho nó đúng. Đã đi đến đây hỏi rồi thì những Đức nói thì cứ nghe lời. Hương Linh tên gì? Chị nói cái tên gì ngoài đời đó. Bao nhiêu tuổi? Nói dạ năm nay lớn dữ lắm mà. Lớn là bao nhiêu? Dạ có 250 tuổi. Cái này chắc cảnh giới cũng là cao thủ chứ mấy vị ơi. Thấy không? Rồi bây giờ cũng nghe nhà Đức giảng thích. Nam hay nữ? Nói dạ nam. Có pháp danh chưa? Nói dạ chưa, pháp danh là cái gì? Nói, pháp danh trong nhà Phật. Ở chùa niệm Phật nghe. Nói dạ. Đặt cho cái pháp danh. Xong những Đức nói thôi sức ra đi, đừng có ở trong cái thân ta nữa. Nói dạ trong cái thân này còn 4 người nữa. Thì họ nói vậy thôi, kệ họ. Xong những Đức nói thôi ra hết đi. Ở chùa mỗi ngày nghe pháp niệm Phật, được cúng đi thực cho dùng. Đi theo cái xác này có được cái gì đâu. Dạ con báo thù thôi, khỏi đi, đừng báo thù nữa. Quan gia nên giải không nên kết. Báo thù chi, không được lợi ích gì. Nếu như những Đức mà cũng mang tâm báo thù thì những Đức cũng khổ. Từ khi mang tâm báo thù tới giờ có vui không? Dạ không. Thế thì đừng báo thù nữa. Hồi đó tới giờ đi báo thù là do gì? Không có bến đáp, bến đậu. Bây giờ có bến đậu rồi thì đậu cái bến này cho nó ngon, đi báo thù chứ. Đúng không? Nói vậy là nói cho quý vị luôn đó. Nói cho tất cả người đây luôn đó. Tất cả những người đang ngồi nghe pháp luôn đó. Còn nếu như quý vị thích báo thù thì cứ báo đi. Chuyện đó chuyện của quý vị, tôi uống miếng nước tôi tính. Muốn báo thù thì cứ báo. Nếu cảm thấy rằng báo thù mà được siêu thoát thì báo đi. Không có cửa đó đâu. Báo thù mà siêu thoát, chuyện đó đâu, thấy không? Phật đã dạy, quan gia nên giải, đừng nên kết, con nên con, thấy không? Mà đi đi đến chùa rồi bây giờ nghe cái pháp tu này, Đức Phật A Di Đà Ngài đã có lời nguyện cho chúng ta và chư hương linh chúng sanh. Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu A Di Đà Phật, chí tâm tin ưa niệm A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm, Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh đến về Tây Phương Cực Lạc. Trừ những người mà Phật A Di Đà không rước là những người không niệm Phật. Đúng không? Vậy thì giờ chúng ta có cơ hội rồi.
Hương Linh Thai Nhi, Quan Gia Thế Chủ, Cụ Quyền Thất Tổ, tất cả những quán thân Thế Chủ đi theo chúng ta. Đây là một cái cơ hội trong cái cuộc đời chúng ta gặp được cơ hội này. Chùa mỗi ngày niệm Phật bốn thờ, mỗi tuần chia sẻ Phật Pháp, thường chia sẻ Phật Pháp, thường cúng lý thực cho dùng. Như vậy tại sao không ở đây tu nghiêm túc đàng hoàng, hộ trì Tam Bảo để lo niệm Phật giảng sanh? Thì theo họ làm chi? Báo thù cái gì? Đúng quý vị? Nói một phát một bước ra khỏi cổng chùa bà trở lại bình thường, tới bữa nay hai tuần khỏe luôn. Ông chồng mà tối giảng lợi, nói con cảm ơn thầy, cho con quỳ xuống con lại thầy. Đừng lại, thầy gõ đầu tôi con cái rồi, tôi khỏi luôn. Ông niệm Phật đi, thấy không? Ông nhờ niệm Phật, bà nhờ niệm Phật mà người ta xuất ra. Bây giờ người ta ở trong chùa rồi, bây giờ tiếp tục mà lo niệm Phật đi. Hồi nãy có cái bà đó bà lại mới nói thầy, sao người con nặng quá thầy, thầy gõ lên với ai cái đó thầy. Nói tôi gõ bà sụi luôn. Tự nhiên người bà nặng là do bà không niệm Phật, là do cái tâm bà nặng mà người bà nặng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bây giờ cái tâm bà nặng nên người bà nặng. Ai mượn cái tâm bà nặng nên người ta trì. Bây giờ bà muốn giải cái bệnh nặng đó không? Dạ muốn. Niệm Phật. Đừng buồn dặn người để trong tâm. Đúng quý vị. Đừng buồn dặn người để trong tâm. Niệm Phật đi. Sống thiện đi. Niệm niệm gì người đi. Đừng có nghĩ ác với người ta. Thì bị nhẹ liền gì đâu. Những đức nói quý vị thường nghĩ thiện với người ta vì sợ ai hại quý vị. Đúng không? Có nhiều người nói thầy sao mà sao mà cái chán con nó nhức gì đâu mà nó nhức. Thầy gõ cái coi nó. Cái chán của bà nhức là do cái tâm mà nghĩ nhiều thứ. Sao cái gì thầy cũng biết hết chứ thầy. Sao không biết? Nhìn cặp mắt bà đâu tôi biết bà suy nghĩ nhiều thứ lắm. Bà suy nghĩ giàu nghèo, bà suy nghĩ người ta, bà sợ người ta lấy tiền lấy bạc bà phải không? Trời sao cái gì không giấu được thầy. Nhìn cặp mắt bà thì tôi thấy bao nhiêu thứ ở trong đó chứ. Biết chưa? Nói vậy hả? Vậy thì làm sao để cái chán con nhẹ lại? Bà nhớ Phật. Đúng không? Bà có nhớ thủ đoạn hoài, coi chừng mai mốt nó nổ cái bùm bà chết. Đúng không? Thấy chưa? Còn có cái bà kia hồi sáng bà lại gặp nó, thầy. Sao mà? Ngay cái mông con nó nặng kinh khủng. Tôi thấy tôi mệt tiếc ghê luôn, sao cái gì cũng đem lại đưa cho tôi. Chứ nói đâu mà đưa cái mông coi thử rồi sao. Thì bà nói cái nào cái mông bà nặng, mình nói cái mông bà sao. Nói à thôi mông bà nặng là phải rồi. Vì sao? Vì nó bự. Thì con vậy thôi mà mệt tiếc ghê, cũng đi hỏi. Bà về bà giảm ăn lại cho nó ốm lại đi thì nó nhẹ. Sao tôi thấy cái gì cũng hỏi trả lời nữa. Đơn giản vậy thôi mà làm gì mà kỳ cục hơn cái gì. Tôi thấy mấy cô cho nhiều chuyện hỏi tôi lạ quá. Rồi mai mốt mà hỏi chỗ khác nặng nữa. Hiểu không? Nhiều thứ lắm quý vị ơi. Quý vị tôi nói mà ở trong chùa không chứ gì chứ. Nghe không? Chỉnh đốn đội hình đủ thứ chứ. Nhiều lắm. Bao nhiêu chuyện đưa đến, thấy không? Nếu mà không có một cái câu Phật hiệu để mà xả ra thì kể như là tôi chết. Nổ bùm 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 bùm. Nó nạp vô mà quý vị. Thôi hỏi đủ thứ hết á. Chúng sanh mà ta thích hỏi. Có bà kia nói thầy, sao ngày nào con cũng đau bụng á. Ngày nào cũng đau bụng hết trơn á thầy. Mà ngộ lắm thầy ơi, đi vô trong chùa là không đau bụng, mà về nhà là cứ đau. Những đứa hỏi bà đau đâu? Nói đau đây nè. Đau ngay đây nè. Nói đau ngay đây.
bà ở nhà ăn dữ lắm. Một chút là đi kiếm đồ ăn, ỏi cốc mía riêng bà ăn thường xuyên đúng không? Ủa sao cái gì thầy cũng biết hết vậy? Thế giờ bà ăn ỏi cốc mía riêng thì nó sốt ruột, nó đau đường ruột. Bà vô chùa thì đâu có cốc ỏi mía riêng ăn đâu. Ăn có giờ có giấc thì nó hết đau. Gì cũng đi hồi. Thấy chưa? Điều độ ăn uống lại. Thấy không? Đó, với bà vô chùa bà không cần suy nghĩ nhiều nên đường ruột bà cũng tốt. Còn bà ở nhà bà nghĩ nhiều quá nên đường ruột của bà bị ảnh hưởng. Cơ thể chúng ta nó bị tác động đều. Nhưng mà cái tác động chính nhất là ngay cái bộ não. Nếu như bộ não chúng ta bị mệt mỏi và bị đơ thì cơ thể chúng ta toàn bộ ở dơ hết. Khi bộ não đã nặng nề thì máu không lưu thông được tốt. Vì thấy những đức bệnh mà tại sao cái bộ não những đức lúc nào nó cũng vui vẻ được nên máu những đức lưu thông ngon. Đúng không? Thân bệnh mà tâm không bệnh. Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà bao nhiêu việc hỏi nhiều lắm. Hỏi tứ tung lang tang luôn. Có nhiều bà bánh đưa cái tay bánh nói nè tay tay. Thì coi nè. Cái tay sao nó giật kỳ quá. Giật kỳ quá. Xong nhà Đức nói để coi để coi để coi. Cái buồn ra mà. Thôi kỳ cô bức kỳ tay kỳ quá. Kỳ quá quá kỳ. Nên buồn ra mà. Nó giật đó. Xong nhà Đức hỏi thiệt không, thiệt nó giật không? Bà để xuống đi, bà để xuống, bà để xuống bàn nghe, bà để xuống bàn cái nó còn giật không nghe. Xong bà ở đi, để nhà Đức lấy đồ nhà Đức chị nó. Xong nhà Đức đem con dao ra. Đức dở lên tự nhiên cái tay với em gu nó không giật biết đâu chứ. Nó thôi giờ cái tay nó biết sợ đó chưa. Tay sợ dao. Thì ra cái tay sợ dao nghe. Cái tay tôi nó không sợ mà nó sợ dao. Vậy không biết sao vậy sao? Đụng chiêu nào thì xào chiêu đấy. Ông cái câu đó, cái câu nó cũng kế cái câu vui lắm đó quý vị. Mà thôi đừng nói câu kia. Không, làm sao không biết mà làm mấy bà cừ là thấy cũng ngon rồi đó quý vị ơi. Chứ mấy bà này khó đào mấy bà cừ lắm á. Không dễ đâu nghe. Bây giờ những Đức nói cho quý vị nghe nghe. Bây giờ cuộc đời quý vị cứ tập cười cho ngon lành đi. Cái mặt cứ cười cười hoài vậy đó. Cứ cười cười vậy đó không? Sao mà mình làm ăn được hay không được chứ biết mình cứ cười 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 mặt giống khùng vậy đó. Hôm qua chụp hình với mấy cô á. Hôm qua chụp hình với mấy cô vậy đứa này nè. Mấy cô cứ cười như khùng vậy là nó đẹp. Ừ ngộ lắm quý vị. Khi mà mình cười như khùng như chụp hình đẹp lắm quý vị ơi. Mà khi mà quý vị mà cười mà chưa khùng là không đẹp. Tại vì sao? Khùng cái là gì nè. Tự nhiên lắm vậy, còn mà không khùng thì bẻ nó bẻ lui xấu quắc. Còn cái của mình nên như khùng vậy đó. Trong cái cuộc đời này quý vị phải nhớ tập cười đi. Thấy không? Đầu năm đầu tháng gì mà ông thầy cũng khuyên mình cười suốt. Đầu năm đi đến chùa mà cười chỗ này là cả năm cười nghe quý vị. Cười lên cái cười. Lớn lên. Bây giờ những đứa cười trước bị cười sau nè. Kiểu này. Kiểu này mà nhiều người mà người ta mà đến chùa mình mà ta không cười chịu cũng không nổi đâu quý vị. Đúng không?
Có cái bà đó bà ngồi kế bên mới nói nè, lần nào nghe pháp mặt cũng gì nè, nghe một chút cái vậy mà nhờ mấy cái bà kế bên bà cười, bà vỗ tay vậy mà giúp tỉnh. Nên mình đã nghe quý vị ngồi nghe pháp hay niệm Phật mà mình phán trắng nha quý vị. Vậy nè, cái bà đó niệm Phật mà nhìn cái mặt dễ thương kia, bà niệm Phật nhìn nước kia muốn phán trắng lên, bà ngồi bà niệm bà làm được. Trời ơi, bà niệm nhìn cái mặt bà nhìn một cười muốn chết mồ luôn. Bà niệm bà đưa mặt làm nè, gì đâu tiếu còn hơn cái gì đâu quý vị. Mà niệm sao mà mà niệm chút mà bác cái đầu con mắt bà hiếp quý vị, bà làm nè, bà cố gắng lên, bà cố gắng con mắt nè. Ông mà những đức nói thiệt nghe, nhiều cô ngồi đây nhờ mấy cô mà những đức giảng pháp mà càng giảng càng vui. Cái kiểu như mình ra đây mình giảng mấy bà dưới làm nè, làm ngộ lắm. Có nhiều cô vậy, mình không tiện chỉ ai mà khi mình giảng làm bả liệu mới cười lắm, làm có bả môi mới làm ghê lắm, xong cái làm mà bả theo những đứa kia quý vị, những đứa qua đây mới làm nè, những đứa qua bên kia mới làm nè, có khi mới làm. Mình nhìn xuống quý vị, tự nhiên mình nhìn xuống mình giảng rầm. Tại vì thu hút quý vị, thu hút quá, giống mình giảng mà tiêu hóa được quý vị. Tại vì sao? Ở trên mình giảng xuống mà ở dưới người ta tiêu hóa, là người ta hấp dẫn, người ta vui, thì nó tiêu hóa cái lời giảng, nên bản thân mình nó phát triển cái trí tuệ giảng. Còn gặp mà những đức giảng mà ở dưới mà nửa tiếng nghỉ, hơi nghỉ mệt quá, không tiêu hóa được gì nghỉ. Còn bây giờ mình giảng ở trên nữa chứ nào, có nhiều bà ngộ giống như bà ghinh vậy đó, mà làm đó mà làm gì mà chọc cái gì tới ghế quá. Nó từ đó mình hướng giảng quý vị. Bây giờ như bây giờ mấy em những đức giảng mà những đức nhìn có mấy ông mà thấy mấy ông làm nè, đau chân lắm mà đi xuống, sao mình dám giảng. Bây giờ mình giảng mà mấy ông với mấy ông canh, mấy ông gình, mấy ông kêu mình xuống đi, sao mà giảng nổi, nghe không? Nhìn qua thì gặp mấy bà ở đây nè, sao giảng quý vị, giảng nổi đâu, nghe không? Mà mình chia sẻ một pháp mà người ta mà ta làm nè, mình nhìn qua cái mình thấy người ta, mình phá giảng quý vị, thích phá giảng. Mà thấy đứa con nít mình làm, mình phá giảng quý vị ơi. Chứ gặp mà mình giảng ở đây mà mình nhìn xuống mà ý nhức đầu quá. Kiểu mà mình giảng ở trên mà ở dưới mà, hoặc là mấy bà lấy tóc mới làm nè, sao giảng quý vị, không bao giờ mà giảng được quý vị ơi, đúng không? Có nhiều cô mới làm mà mình thấy hấp dẫn mình giảng. Có nhiều bà mà mình giảng, nói thiệt nghe, giảng trên này ở dưới mới làm được. Bởi vì mình thấy mà làm mắc cười quá, mình giảng hoài nghĩ không được.
Bởi vì mấy bà làm gì bây giờ tôi giảng hoài luôn. Ừ, mà có nhiều bà chứ bà le lử nữa, kỳ cục vậy đó. Tại bà nghe lâu không biết sao, bà nghe lâu ở dưới làm nè, giống như mà bà chọc quê vậy quý vị. Vậy đó mà làm mình vui nghe, mình giảng kịch kịch vậy đó. Đó. Bây giờ như Đức nói, bây giờ mấy bà ở đây mấy bà cũng có chồng hết á, đúng không? Đa phần là có chồng đó. Mấy bà thấy chồng mà có làm mấy bà vui bằng những Đức không? Chết mồ coi chừng, về nó quýnh chết mồ luôn, hiểu không? Đây, bé Tư tao quýnh mày chết, hiểu không? Nó nên từ nơi đó quý vị biết rõ ràng. Bởi vì như Đức nói là tất cả mấy ông chồng phải cho vợ đến đây để học Phật. Vì sao? Vì có người chọc cho vợ mấy ông vui, mà mấy bả vui thì mấy bả mới đẹp. Đúng quý vị? Tại vì mình không có cái khiếu này, ông thầy không có cái khiếu này thì để cho ông làm đi. Ông chỉ nói cho vợ mình vui chứ không có làm vợ mình cái gì đâu mà sợ, thấy không? Tôi chỉ ngồi từ xa tôi nói thôi, tôi chưa bao giờ dẫn vợ quý vị đi chơi ở đâu hết trơn á, yên tâm. Tôi ở trong chùa nổi mấy bà già không, tôi còn không có thời gian nữa. Chứ đừng nói chi mà ngồi nói chuyện với ai. Tất cả mấy cô đi về chùa như thế có ngồi nói chuyện với ai đâu, chỉ là ngồi giảng gì xong mấy bà về thôi, mà còn lo cơm cho mấy bà ăn nữa. Thấy chưa, đúng không? Nên mấy ông cứ yên tâm đi, những Đức không có bao giờ mà dẫn vợ mấy ông đi chỗ nào hết trơn, không có đi, không có thời gian. Từ nơi đó mà yên tâm, nên cứ cho mấy bà đi đợi học Phật đi, để cho mấy bà cởi mở tâm tư, mấy bà vui. Mấy bà vui rồi xong mấy bà về mấy bà làm vợ mình tốt, đúng quý vị? Không, mấy ông đàn ông nghe câu này nghe, kệ những Đức làm sao, không biết mấy bà cười là được rồi, hiểu không? Chứ nói chuyện từ hồi nãy tới giờ, giờ 10 giờ 25 rồi, tính được gần 2 tiếng đồng hồ đâu có đơn giản quý vị. Mà năm mới mà hồi nãy tới giờ quý vị thấy bị cười nhiều chưa? Năm mới này xịn sò lắm đó nghe. Bây giờ như Đức hỏi quý vị ăn Tết ở ngoài đời mà mấy hôm qua tới giờ quý vị có cười như cái giờ là ở đây không? Không đâu quý vị ơi, không có cười nhiều đâu. Cả ở nhà cũng không có cười nhiều được đâu quý vị ơi. Quý vị biết nhà Đức giảng vui mà lâu lâu có những câu quan trọng lắm đó. Quý vị mà để ý được thì thấy những câu cực kỳ quan trọng, hiểu không? Quý vị thấy những Đức đi tu mười mấy năm nay, những Đức có đi đâu đâu cũng đào tự tánh Phật ra được gì, mà đào còn sâu nữa. Vì sao? Vì sao mà ở một nơi mà đào sâu vậy? Làm như cái chỗ này có nhiều bà làm nè, ngộ ghê. Cái gì sao? Nhưng Đức hỏi quý vị nè, vì đứng một chỗ đào giếng, thấy không? Rồi quý vị đào hoài mà không có nghỉ. Còn một người kia đào mấy xuống, xong rồi chạy đi chỗ khác đào, chạy chỗ khác đào, chạy chỗ khác đào. Vậy như Đức hỏi quý vị, ai là người tìm nước trước? Người đầu tiên sẽ tìm nước trước. Cái nguyên lý của nó là gì? Cái mạch nước á, nó nằm ở dưới là mạch nước ngầm, bằng khoảng có nước ở dưới. Đòi hỏi bạn có đào đến mạch nước đó không? Nguyên lý là chỗ nào cũng có nước hết. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn đào, nhất định có nước. Bây giờ chúng ta, tâm của mình ở dơ thì tướng mình ở dơ, hiểu không? Tâm của mình hung dữ thì tướng mình sẽ hung dữ. Tâm của mình thủ đoạn thì sai tướng đi thủ đoạn, đúng không? Tâm của mình trộm cắp thì kêu cái tay đi bóc đồ. Tâm của mình háo sắc thì con mắt lau liếm. Chứ sao?
Do tâm, tất cả pháp từ do tâm mà thành ra. Như vậy thì tâm là hiện tướng gì? Vì tâm mình nhớ Phật, làm gì Phật không đến. Đúng quý vị? Mà tâm quý vị có Phật thì tức khắc tâm thiện. Tâm có Phật thì tâm thiện. Rồi cái lúc mình niệm Phật thì bao nhiêu loại tâm, bao nhiêu thứ nó hiện ra trong lúc niệm Phật. Thì tại sao quý vị thiện niệm ác niệm mặt gầy có lời niệm Phật đi? Vì quý vị gầy dựng ông Phật để nuôi dưỡng tâm Phật, để phát triển tự tánh Phật. Còn những việc kia cứ để nó tự nhiên nó phát ra, phát ra, phát ra, phát ra, phát ra. Còn tự tánh Phật cứ nuôi, phát triển, phát triển, phát triển. Đến một ngày nào ông Phật tự tánh bị bự, 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 bự ra, thì bị nhìn, nghe và thấy Phật rõ ràng. Đúng không? Còn mình mới niệm Phật, tự tánh Phật mình mới hiện lộ có chút xíu, tí tí vậy. Thì bây giờ những đức hỏi quý vị có chút xíu đó, thì bao nhiêu cái vọng tưởng, bao nhiêu cái loại tâm khác nó áp đặt ngay ông Phật nhỏ xíu của chúng ta. Bây giờ chúng ta cần phải bổ túc để khai thác tự tánh Phật ra. Đây là cái quan trọng. Nên 15, 16 năm những đức ở một nơi lo niệm Phật, cứ lo phát triển cái tự tánh Phật, cố gắng niệm Phật thôi. Cứ niệm hoài, niệm lâu ngày những đức niệm Phật trôi chảy. Có nhiều người hỏi những đức, thầy niệm Phật có vọng tưởng không thầy? Những đức nói nhờ vọng tưởng mới siêng niệm Phật. Bây giờ những đức hỏi quý vị, có một tên cướp vượt quý vị, vị có cố gắng chạy không? Mỗi ngày con sông này bị không dám lội qua. Nhưng mà có một tên cướp này nó cầm cái dao biết sao. Nó vượt quý vị, nó chém. Bây giờ những đức hỏi quý vị, nó chạy vượt qua đó, nó vượt theo mình chạy mà mình chạy chạy gì nó chém. Nó chém chém chém, bây giờ nó chém dính anh cắn, nó chém dính cái mông, chém mông thằng chém kỳ quá, chém chạy cái mông tao rồi, tiếp tục nó vượt theo chém nữa. Chứ bị chạy cái nào, những đức nói bị chạy bắn sống bắn chết, chạy kinh khủng luôn. Thì những đức nói vì nghe, cái thằng mà cầm dao chém quý vị đó, nó vượt nó chém đó, là vọng tưởng. Nhờ vậy quý vị mới nhiếp tâm niệm Phật. Nên vọng tưởng sẽ xô đẩy mình đi niệm Phật, thúc đẩy mình phải niệm Phật. Còn quý vị không niệm Phật thì bị nó chiếm hữu luôn sao? Đúng không? Giống như nó vượt nó chém, nó vượt nó chém mà đứng lại nó chém mồ luôn. Đúng quý vị? Thì phải chạy thôi. Bây giờ mỗi ngày con dám lội con sông này, bây giờ nó chém quá rồi, giờ mình phải lội, nhảy cho mình bơ lia bơ lịa đâu qua bên kia. Nó cuối cùng bơ qua rồi, cái thằng cầm con dao đây đứng nó cười. Nó chào chị, thường ngày thấy chị không dám lội con sông này, anh thấy tôi giả cướp, tôi vượt chị cho chị chạy, tranh thủ chạy đó lội qua sông. Bây giờ mừng cho chị đã qua sông rồi. Thấy không? Cuối cùng quý vị qua con sông mê rồi. Thì quý vị đứng bên con sông mê là, quý vị qua sông mê, quý vị đứng bên kia là bờ giác. Vì nhìn qua, vì thấy cái thằng ăn cướp này, ô, thì ra cái thằng ăn cướp này là Phật. Này mới đáng phải nhớ. Đúng không quý vị? Bây giờ những đứa nói cho quý vị nghe, bây giờ chồng, vợ, con quý vị trong nhà, đó là Phật đó. Họ đang thúc đẩy quý vị, họ từ bi quá mà thúc đẩy mình. Vì đi tu về việc vui ở đây, mới nói chuyện vui quá trời luôn. Người ta đãi cơm nước đồ vui vẻ, mọi mặt cái gì cũng tốt tốt tốt. Về nhà một cái chồng ơi, đi đâu đó vậy, cái ngày nay đi đâu mà không thấy, làm cho tao con gà cái đi, tao nhậu với bạn bè coi mày. Tôi nói nghe, tôi nói tôi không lẽ bây giờ tôi đi vô chùa, tôi ở trong chùa, tôi vô chùa tôi vui cả ngày nay luôn vậy đó,
dơ gì nhau cái Bồ Đề Tâm đâu mà tôi ăn dai tôi niệm Phật vậy mà nó bắt tôi làm gà, thấy không? Thì lúc này mới nhớ lời của Nhật Đức nói, thì ra thì ra thằng chồng của mình là vợ. À, mình còn một thích chạy theo cái ngũ dục lục trần để vui vẻ nên nó làm cho mình đau khổ te tua, nó dập vui cái thân tứ đại của mình te tua tả tơ, thì mình mới muốn xả cái thân tứ đại mà mình nhập vào hoa sen ở cực lạc Tây Phương. Quý vị ngồi suy nghĩ nghe đó, phải không? Có cái bà kia mà bà lại Quan Âm 3 ngày 3 ngàn lại. Bà nói lại về đi xà lai, đi hai hàng về. Vừa về tới nhà, chồng nó ngồi trên cái bộ ghế salon, nhìn vậy nè. Xong đi ngang nó túm đi, không dám đi 3 hàng, khép lại đi hai hàng liền, gán đi qua cái đoạn đường đó đi, trở lại bình thường. Vậy quá mỏi rồi, vậy mà đi ngang nó vẫn để ý được. Nó kêu ê là tao biểu mày đi đâu mấy ngày nay mà bữa nay mày về cái tướng mày đi vô duyên vô dùng, tao thấy mày không có được rồi đấy. 3 ngày nay 4 ngày nay mày đi đâu mà bữa nay tao thấy mặt mày xanh xao, tướng đi 3 hàng mày lỡ đây. Mày là ở đây tao khám tử thi nữa coi. Ghê không? Kinh chưa quý vị? Nó nói gì mà? Bà nói tiền ơi, 3 ngày lại qua 3 ngàn lại. Bằng đêm không ngủ nghe gì được luôn. Cố gắng lại để hồi hướng cho nó. Vậy mà vừa dìa thôi. Mà chưa vậy chứ nó làm gì vậy đó. Nó nhờ nghe thầy giảng cuối cùng nghĩ thân này tứ đại xả luôn, xả vị coi ghê chưa. Xong thì bà nói đúng là rõ ràng càng dũng mãnh thêm để quyết chí về cực lạc. Nhật Đức nói với vị nghe, nếu như niệm ấm chăn im thì khó ai cầu sanh cực lạc lắm. Chỉ có bậc mà gọi là đại thiện căn mà trong niệm ấm chăn im mà thấy cái vô thường khổ đau của cõi ta bà. Hiểu không? Từ nơi đó quý vị biết rằng quý vị phải chịu những cái cảnh khổ đau. Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh với Đường Tăng mà còn phải chịu kiếp nạn mà Phật Tổ Như Lai đã bấm tay lên rõ ràng, cuối cùng đã thỉnh được kinh rồi nhưng còn một nạn chưa xong. Cuối cùng anh nói thấy rõ ràng không? Phật Tổ Như Lai kêu này Bồ Tát Quán Thế Âm, gói thưa Đường Tăng đi thỉnh kinh có bao nhiêu nạn rồi? Bồ Tát Quán Âm nói còn một nạn nữa. Thì lúc đó Phật Tổ Như Lai nói rằng còn một nạn phải không? Đường Tăng đang ở đâu? Dạ đang bay trên mây. Rầm té xuống luôn, còn một nạn. Thì thấy chưa, như vậy thì quý vị tu hành không bị khảo đảo làm sao biết quý vị là người tu, đúng quý vị? Có vàng nào mà không có lửa xịt? Quý vị coi mấy người làm thợ bạc coi phải dùng lửa xịt vàng không, phải không? Thì bây giờ nếu quý vị là người thật sự là người muốn tu đời này giải thoát
Vậy thì không gặp chướng nạn này thì cũng gặp chướng nạn khác. Nhớ nghe quý vị, thầy có cái nạn của thầy, cho có nạn của chờ, cò có nạn của cò, chim có nạn của chim, mọi loại nạn khác nhau. Nhớ nghe. Dạ, cái này là dữ dội lắm đó quý vị. Từ hôm nay những đức nói với mấy chú chùa mấy cô, mua chim phóng sanh bằng đêm không có được mua chim cu. Mấy chim cu sao nó ngu quá à? Bằng đêm thả không thấy đường, thả con bay nữa. Xong nhà Đức đến gần, Đức nói nè, ủa chim cu mày bị nhốt trong lòng sao thả mày mày không bay? Nó rằng chíp 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 chíp. Xong Đức nói mày chíp gì mà chíp, tháo lòng cái mày bay đi, sao mày không bay, mày ở trong đây làm gì? Hồng hỏi sao tôi ở trong lòng bình yên, tôi sợ bay ra ngoài người ta bắt. Nói mày dại quá, mày bay ra đi, rồi mày ở xung quanh chùa này ai bắt mày, ai mượn mày ngu mày bay ra tuốt ngoài kia ngoài nó bắt. Mày bay ra khỏi cái lòng đi, mày sẽ thấy một cái bầu trời rộng lớn đẹp. Mày ở trong cái lòng này thà mình sống một ngày vui vẻ còn hơn 100 năm khổ đau. Mày hiểu không chim cu? Dại quá, tôi nói chim cu. Nên mai mốt á, bằng đêm tao thả mày mà mày không bay, thì mai mốt tao không mua mày tao thả nữa, tao mua chim xe sẻ. Mấy chim xe sẻ gì mà nó khôn, mở lòng ra là bay cái dù liền, nó không cần suy nghĩ gì nhiều. Đây là tôi nói những loài chim thôi. Tùy mọi người suy nghĩ. Chúng ta cái tâm chúng ta nhỏ bé như ở trong lòng, làm sao chúng ta thấy được một bầu trời rộng lớn. Quý vị coi dịp Tết đi về chùa, nghe như vậy rồi mở tâm ra. Đêm 30 chúng ta học tập bài hát với cái bài gì? Mùng 1 Tết cầu cái gì quan trọng nhất? Đúng không? Năm mới cầu cái gì quan trọng nhất? Mở tâm lượng rộng lớn. Đúng quý vị? Bây giờ chúng ta nghèo, chúng ta khổ, chúng ta buồn hoài là do gì? Tâm ta chúng ta nhỏ hẹp. Nếu như tâm bị rộng lớn thì sao bị buồn? Còn bữa nay là bài pháp gì? Tâm vui vẻ thì mọi việc đều tốt. Vui đi. Có bà đã nói nè, thầy ung thư sao vui vậy thầy? Bây giờ những đứa hỏi bà có ung thư, bà không vui vậy, bà có hết ung thư không? Không. Vậy thì bà vui bằng có cơ hội nó tế tạo những cái tế bào mới lại, bà hết ung thư. Bà buồn mà đâu hết ung thư đâu mà bà còn héo on. Mình nói vui đi, bà nói cái chồng bỏ mà vui gì để mà vui. Vậy đứa nói vậy thì bà khóc chồng nó có quay lại không? Không luôn. Mà vui lên đi. Này, nghèo mà vui gì được mà vui. Vậy đứa hỏi vậy thì bà buồn bà có tiền không? Bà vui á, người ta thấy bà vui vẻ, người ta nhìn bà người ta còn thích thuê bà làm, bà còn có tiền. Còn cái mặt bà đi đâu cũng khóc lóc âu sầu chứ ai nhận bà? Nhận người làm mặt buồn hiu ai nhận? Đúng quý vị? Thì đổi là mấy đàn ông cũng y rang thôi. Đó. Nên từ nơi đó khi nghe gì rồi nhận thức đi. Chúng ta trong cuộc đời này dù cha mẹ mình có bỏ rơi mình hết đi chăng nữa, bản thân chúng ta vẫn cảm ơn cha mẹ vì cũng đã cho mình sinh mệnh này.
Đúng quý vị, chúng ta hận làm gì? Một đứa con nít mà hận cha hận mẹ từ khi còn nhỏ thì đố mà đứa con nít thì ngóc đầu lên nổi. Một đứa con nít mà mang mối thù trong tâm thì đứa con nít này sẽ phá sạch sự nghiệp thành đạt của nó, chắc chắn quý vị luôn. Phải hóa giải tâm hận thù thì quý vị nhất định quý vị sẽ có kết quả. Tâm lượng tốt, tâm lượng thiện thì con người quý vị sẽ thành đạt sự nghiệp lớn lắm. Đúng không? Phát tâm lượng ra. Bây giờ nghe hoài đó, cứ cố gắng mà nghe. Chưa phát được thì nghe đi, từ từ phát. Còn không phát thôi. Đúng không? Không phát tôi phát. Có gì đâu. Tại vì sao? Mình cũng dùng nhiều cách. Chúng sanh mà gan lắm. Gan lắm quý vị. Đúng không? Còn chúng ta thì sao? Gan để tu, gan làm thiện, gan tạo phước duyên, nhưng không có gan vô địa ngục. Vô địa ngục mà tôi nhát lắm, sợ lắm. Chừng nào về cực lạc đi, xuống địa ngục chơi. Quý vị mà về cực lạc là bị xuống địa ngục, lúc nào là địa ngục mát mẻ lúc nấy. Nghe không? Nên bây giờ mà nói rằng gan mà để đi xuống địa ngục thì không dám gan đâu quý vị. Không dám gan đâu. Nên nhà Đức khuyên quý vị cố gắng mà niệm Phật. Năm mới cũng là câu cũ. Cái gì? Đừng buồn giận người khác để trong tâm. Có nhiều người nói thầy ông giảng nhắc tới nhắc lui, có một câu nhắc hoài. Nói mấy bà làm được chưa mà không nhắc. Còn nhiều đó thôi mà mấy bà làm mà chưa được. Cái dặn suốt, nghe pháp bao nhiêu năm mà buông ra dặn rồi đó. Thấy không? Cho bà này công chuỗi, tới bà kia hết. Số gì đâu mà than than trách phận ngộ lắm quý vị. Than gì nè? Ê, tu bao nhiêu ngày tháng nay mà làm như không có duyên phước. Số gì đâu mà gì. Thấy chưa? Nghe cái câu mà nó não nùng vậy đó. Não nề với lộc. Não nề. Thấy chưa? Đó. Chỉ có một câu thôi đó mà không làm được. Đừng buồn giận người để trong tâm. Mà bây giờ nói lại câu này nhẹ hơn nè. Đừng giận hờn người để trong tâm lâu. Đó. Đừng buồn giận người để trong tâm lâu. Vậy là cũng được rồi đó quý vị. Hiểu không? À, mấy câu vậy thôi đó cũng tiếp tục nhắc. Mà dễ làm không? Khó đó. Nhớ Phật nhớ Tây Phương Cực Lạc. Dễ nhớ không? Bây giờ quý vị coi một ngày bị nhớ được bao nhiêu thời gian. Đừng nói chuyện giỡn chơi. Có nhiều người nói sao thầy cứ nhắc hoài, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Bây giờ mục tiêu của mấy bà niệm Phật là muốn về cực lạc, mà ai là người rước cái bà về cực lạc? Phật A Di Đà. Vậy thì kêu niệm Phật để Phật A Di Đà ông rước về cực lạc thôi. Tự nhiên kêu niệm cái gì? Đúng quý vị. Nó già dặn niệm Phật là kêu mình nhớ Phật, niệm Phật để sanh cực lạc. Cái này là cái quan trọng. Nhắc hoài. Mà nếu mình hành trì thì mình mê. Còn mình mà không hành trì là mình chán. Đòi hỏi là mình có hành trì hay không nè quý vị ơi. Thí dụ như giờ mùng 2 Tết này mà không tổ chức cái khóa tu này thì quý vị làm gì được đi lại ở đây dự cái khóa tu ngày hôm nay đông gì. Có một hai người gặp như Đức nói thầy ơi thầy, mùng 2 Tết còn nhiều công việc đi chỗ này chỗ kia. Mà bây giờ thầy tổ chức khóa tu mùng 2 Tết khó đi dữ lắm. Thì những Đức nói khó đi thì bà đừng có đi. Người nào người ta dễ đi thì người ta đi. Sao người mệt ghê. Quá dễ tính mà bà không chịu tính gì chứ. Khó đi thì chị đừng có đi. Để cho mấy người dễ đi người ta đi.
chàng ơi. Chị không đi được cái chị con không cho ai đi chứ. Nói sao chị kỳ à? Sao mà sao chị không đi cái chị kêu đừng có tổ chức? Là sao? Nói con mà không đi, bữa nào con không đi nghe thầy giảng, con thấy mấy cái bà vỗ tay con bực mình còn ơi cái gì. Trời sao ngộ quý chàng. Sao mà tu ra kỳ cục quý chàng. Tu ra kiểu này tôi nghi quá. Tự nhiên không đi được mà thấy người ta nghe pháp ngồi phía trước vỗ tay, con thấy con nhỏ kia nó ngồi cái chỗ của con tức. Thôi tôi mệt quá. Thì sao tôi thấy bà nặng còn hơn cái gì. Quá cho nặng nữa. Quá đặc à. Tôi thấy kinh đi quý vị. Nó hỏi mà cỡ mình hỏi mới chịu nói đó. Tại sao mà kêu như vậy? Nói là vì con đi không có được, mà con thấy mấy cái đứa nó ngồi ngay cái chỗ con là tức lắm. Sao kỳ cục cái chuyện. Thấy không? Thì bây giờ thí dụ như chỗ ngồi của mình ví dụ như là người chồng của mình đi. Nếu mà một ngày nào mà chồng mình nó thương người khác thì thôi. Tại vì bữa nay nó ở với mình là của mình, ngày mai nó đi đến người khác thì là của người ta. Trong cuộc đời là như vậy thôi quý vị à. Đúng quý vị. Duyên hợp, duyên tan. Giống như giờ tiền vô tay mình thì ngày mai tiền vô tay người ta. Vị muốn cầm tiền hoài để cho nó móc hả? Đúng quý vị. Đúng không? Nên tâm hẹp hòi nên từ đó mà thành ra hận thù. Đúng không? Mày vị đi đến chùa mình thấy vui không quý vị? Ai đến chùa mình vui đưa tay anh ơi. Rồi lắc vài cái luôn. Quay phim đẹp nghe. Vui là hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Ai mà chưa có cây quạt này quý vị, một chút ra ngoài thỉnh. Ai? Có không đưa tay coi. Có quạt chưa? Có ai chưa có quạt đưa tay coi. Ra ngoài thỉnh một chút ở ngoài á. Tặng ngoài quý vị. Quạt đồ tặng ở ngoài nghe. Nhớ ghi cầu an cầu siêu cho người thân đầu năm nghe quý vị. Đây cái quạt này là tuyệt chiêu nghe không. Mỗi lần mà buồn buồn nghe. Quạt. 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 Mắt dép. Chạy mắt dép luôn nghe chưa. Ừ. Nên từ nơi đó cầm cái quạt này quạt nghe đi đâu cầm theo nghe. Quý vị mà lúc nào mà không cười bị nhìn những đứa đi. Những đứa cười mà. Mà thêm những đứa giảng vui thì bị nhìn những đứa này. Thấy chưa. Lúc nào bị buồn nhất nghe. Có những lúc bị buồn ngồi chỗ nào buồn nghe bị đem ra. Đó, cứ tại vì sẽ không bao giờ cô đơn đâu. À, không bao giờ cô đơn đâu nghe. Quạt vài cái cho mấy bà tiêu nghiệp cái. Chúc an lạc nghe. Chúc vui vẻ vị ơi. Năm mới chúc gia đình vị an lạc nghe. Từ cái tâm mình vui nên nhà mình, chồng con, gia đình ai cũng tốt đó quý vị ơi. Giờ này mà Hương Linh thai nhi cũng cừ luôn rồi nè. A-di-đà-phật. Kính lại Phật Di-đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung,
không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên Hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, năm mới chúng ta về đây tu nghe bài pháp và phát nguyện niệm Phật vãng sanh, nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị khi gặp tịnh độ, lòng tin kiên cố trong mọi hoàn cảnh niệm Phật, thì quyết chí đời này chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.